trở lại Hoàng Hà Channel và đây là chuyên mục Friday Night. Về Friday thì đây là một chuyên mục đang được thử nghiệm tại Hoàng Hà Channel. Friday thì sẽ mang đến cho các bạn những cái trải nghiệm về camera và về quay video và chụp ảnh của các chiếc điện thoại. Ở số Friday lần đầu tiên thì chúng mình đã có những cái trải nghiệm nhìn cầu Long Biên từ góc nhìn của iPhone X. Và hôm nay Hoàng Hà Channel sẽ mang đến cho các bạn trải nghiệm về chiếc Note 8, một chiếc flagship đỉnh cao không kém gì. Và địa điểm hôm nay là chợ Đồng Xuân. Hãy cùng xem là sản phẩm đến từ chiếc Note 8 và chợ Đồng Xuân như thế nào nhé. Okay, hiện tại thì mình đang có mặt tại cổng chính của chợ Đồng Xuân và bây giờ hãy cùng mình ngay lập tức đi vào trong phía chợ xem sao nhé. Thì mình đang có mặt ở phía bên trong của chợ Đồng Xuân và tại đài phun nước của chợ Đồng Xuân. Thì chợ Đồng Xuân là một cái mô hình chợ truyền thống của miền Nam và tại đây thì bán rất là nhiều thứ, ví dụ như kiểu là đồ gia dụng hàng ngày này, nhu yếu phẩm cũng như là thực phẩm hàng ngày. Chợ Đồng Xuân thì mặc dù là có cái tuổi thọ khá là lâu rồi, tuy nhiên thì nó vẫn đang đáp ứng cái nhu cầu sinh hoạt của rất là nhiều người dân ở đây. Và hãy cùng mình có một cái nhìn qua về các cái sản phẩm ở trong chợ Đồng Xuân nhé. Vừa rồi là số thứ 2 của chuyên mục Friday Night bởi Hoàng Hà Channel. Ở trong số này thì có thể thấy là chợ Đồng Xuân đã thách thức Note 8 rất là khó, bởi vì là ánh sáng ở trong chợ Đồng Xuân khá là tối. Vì vậy mà các bạn sẽ có một cái nhìn tổng quan về cách xử lý noise của Note 8. Và các bạn có ý kiến đóng góp như thế nào về video quay bởi Note 8 thì cho Hoàng Hà Mobile biết ở phía dưới nhé, phần comment. Và thêm với đó nữa thì các bạn có thể chia sẻ cái cảm nhận của mình hoặc là các cái đóng góp để cho chuyên mục Friday Night có thể phát triển trong thời gian tiếp theo. Hãy cùng subscribe kênh YouTube Hoàng Hà Channel để có thể theo dõi được các số tiếp theo của Friday Night. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn thể thấy đây là cận cảnh bát bún mọc mà mình vừa mới mua cho bữa trưa hôm nay của mình. Một bát bún ở đây thì có giá khoảng vào tầm từ 20 đến 30 nghìn và bát của mình thì ở mức trung bình là 25 nghìn. Địa chỉ của quán bún mọc này thì nằm chéo trường Lê Lợi ở phía sau của chợ Đồng Xuân và địa chỉ là đối diện 19A Nguyễn Thiện Thuật. Nếu mà các bạn có thời gian qua chợ Đồng Xuân để mua đồ hoặc là chơi thì có thể ghé thăm vào đây để thưởng thức món bún mọc này nhé.